nhìn đằng sau giống xe Mustang của Mỹ, nhìn rất là đẹp. Mà không ngờ là mình nói làm ở Việt Nam thì anh ta rất là ngạc nhiên, anh ta rất là thích xe này, là xe đẹp á. Hôm qua có đi ở khu bánh tiệm bánh 85 degree ở ốc và lẩu trên đường Brookhurst Westminster, có anh chàng chủ tiệm quán Bình Minh, nhà hàng Bình Minh á, ra anh thấy nói trời ơi, bữa giờ cứ nghe xe VinFast mà bây giờ mới gặp gặp ngoài đời ngoài, ngoài thực tế xe đẹp quá. Rồi có hai anh chàng người người Mỹ với người Việt Nam. Anh chàng người Mỹ thì đã mua Tesla 1 năm rồi, anh qua anh coi anh thấy nói là xe xe này đẹp hơn xe Tesla của ảnh về ngoại hình, về đường nét. Anh có coi vòng quanh cái xe đó, ở bên trong thì cũng Ồ, xém gì rồi mà anh chàng đó lái ẩu ghê luôn wow, á. chiếc Công xe nhận cái thắng mình cũng cũng wow, quá good luôn á. mấy anh còn có chút Chút xíu xíu nữa vậy thôi là tông cái chiếc xe rồi. á. Oh Coi như my thắng rất là goodness, good, good. Mà anh chàng đó chạy chạy chạy, chạy rất là ẩu nha. Anh đi chàng ra quẹo trái đi ra không mà thấy thấy cái xe bên cạnh á, không thấy á, anh chàng chạy qua. ông xin lỗi, ơi già già hên quá. Rồi giờ chạy xe đây là phải chú ý tập trung bên California là Hồi nãy bởi vì không có để chế độ tự động, nếu mà tự động là tự động nó thắng lại luôn á. vậy à. Hả? Nãy nếu mà anh để tự động á là nó tự động nó dừng xe cho mình. Nhưng mà nãy là anh tự anh thắng phải không? Thử thắng á. Tự thắng nhưng mà thắng rất là tốt. Mấy anh còn có chút xíu nữa thôi nha là tông cái Cách xe rất là trước ngắn á. nha, mà thắng lại á, đang chạy tốc độ cũng cao lắm nha, khoảng Cái chỗ này năm là năm 45. mình chạy khoảng cỡ đó 45 50 á, mà thắng một cái Ừ. dừng lại liền. Đang trên đường Newland với Đây. Slater. Mà Nói xe láng mà mà. kêu À, coi như nãy ông quất là ông quất ngay ngay cái hông mình đâm bên hông đâm hổng bên á. hông ổng rồi. Vậy là cũng Công quá nhận cũng tốt. may mắn à. Ừ. Nói chung là nó chạy thường thường tốc độ là cái gì vậy, 50 mai đó. Độ là chạy là 50 mai. À, xe cứ chạy ra trong đường trong chạy ra là họ Nhưng cứ trong cứ là phải họ phải nhường mình á, lại mình chạy thẳng, mình có quyền ưu tiên còn ở quyền ưu đây. tiên. Luật ở đây là chạy thẳng là quyền ưu tiên, khi mà đường trong quẹo ra phải phải nhường, là không có xe mới được quẹo. Ừ, và cái anh chàng kia anh nói là cái body xe này rất là cứng. Anh nói nhìn nhìn xe rất là Đúng là dàn khung gầm này rất là chắc chắn nha, chạy rất là cảm thấy rất là đầm mà rất là an toàn đó. thường là đi trong đường Newland. Thường Magnolia. đi con đường Magnolia, hôm nay thì đi bộ bến xe gần góc đường Newland cho nên mình đi đường Newland đi ra biển. Đường New Land thì nó song song với đường Magnolia thì cũng đi chạy thẳng thẳng ra biển luôn. Và song song với đường Beach nữa. Nhưng mà đi đường này thì sẽ ít Ít xe ít cộ, xe. đường này vắng hơn. Sắp tới biển rồi nha.
chạy ra biển, từ nhà chạy ra thì khoảng 15 phút thôi, không có kẹt xe. Hôm nay trời âm u không nắng. Coi như mình thuê xe này cũng gần một tháng rồi ha. 3 tuần, đúng, hôm nay là đúng 3 tuần luôn á. Thì mình sẽ làm một cái clip nhận xét về xe, cái trải nghiệm của mình. Cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.